Good morning, Vietnam, America. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình Good Morning Vietnam America được gửi đến cho quý khán giả mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 9:30 cho đến 10:30. Và ngày hôm nay, Giàn Bảo Du Miên cùng với Mỹ Linh đã tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin hấp dẫn trong ngày cuối tuần hôm nay. Dạ, con chào bác. Vâng, thân mến chào cô Mỹ Linh và quý khán giả của đài VNA TV của chúng ta. Dạ, và kính thưa quý khán giả, trước khi gửi đến cho quý vị những bản tin của buổi sáng ngày hôm nay, thì sau đây là các cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho Good Morning Vietnam America. Gạo Banda được Certified Non-GMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Odyssey Insurance là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. Odyssey Insurance có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, workers' comp, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng Odyssey Insurance có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng Odyssey Insurance, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì tại đây nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Nếu mà quý khán giả mà cần có mua bảo hiểm nhà hay là bảo hiểm xe cộ thì tới Odyssey sẵn sàng giúp đỡ rất là nhiệt tình và dễ thương. Richard Thụy Ngô xin hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Xin chân thành cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ cho VNA TV và kính mong quý khán giả sẽ ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã quảng cáo trên đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, sau đây là những bản tin được gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Mở đầu cùng với nhà báo Du Miên, thưa bác. Vâng, thưa cảm ơn cô Mỹ Linh. Mở đầu tin ngày hôm nay thì Đại hội đồng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Nhân quyền buổi sáng hôm nay họp khẩn cấp về vấn đề mà cái nhà máy hạt nhân của bên Ukraine mà bị tấn công, và bây giờ nước Nga chiếm luôn cái nhà máy đó luôn rồi. Nhưng mà chút xíu nữa chúng tôi sẽ vào chi tiết. Nhưng mà quan trọng hơn đó là chuyện một cuộc hòa đàm giữa Ukraine với nước Nga đã đi đến một kết quả tương đối nó sáng sủa. Đó là hai bên đồng ý mở ra một hành lang nhân đạo để cho người tị nạn đi. Nhưng mà mình nhớ là trong chiến tranh ai cũng có cái kinh nghiệm. Cái đường này đi vô, đi ra nước Ukraine đó là đi tị nạn, nhưng mà đi vô đó thì có thể lẻn vô những người mà tình nguyện vô chiến đấu, hay là súng đạn có thể vào đó nếu như không bay lên trên trời được. Và sau đây là cái tin mà quý vị trông chờ, đó là cái tin tòa đại sứ của Ukraine loan báo là có 3.000 người Hoa Kỳ đã ghi danh đi qua bên Ukraine để quấn Russia và đến Nga, và họ không cho biết chi tiết, nhưng mà chắc chắn là mình mấy ngày hôm nay mình cập nhật hoài ở biên giới Ba Lan với lại Ukraine là có rất là nhiều thiện nguyện viên trên toàn thế giới, không phải là cầm súng không, những người mà làm về vấn đề cứu thương hay là những người mà đi tiếp liệu, tức là họ tấm lòng của họ bao nhiêu họ đi bấy nhiêu, kêu một quân đoàn, nhưng mà giờ này đó thì mình không ai biết được nó là bao nhiêu. Quý vị biết là 3.000 của Mỹ, mấy nước khác ở gần Âu Châu người ta đi nhiều hơn nước Mỹ, người Mỹ chỉ có 3.000 thôi. Tin chi tiết cho biết tòa đại sứ của Ukraine tại thủ đô Washington DC cho biết họ đã nhận được đơn hơn 3.000 lá đơn của công dân Mỹ muốn tham gia cuộc chiến chống Nga, và hàng trăm tình nguyện viên đã đến Ukraine, tức là đã đến rồi, đó là tin cho biết đó. Ông cho biết những người nộp đơn bao gồm nhiều cựu chiến binh nhưng không thể nói rõ là bao nhiêu. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Zelensky tuyên bố thành lập quân đoàn quốc tế dành cho những người nước ngoài muốn ra đi và chiến đấu chống lại nước Nga. Ngoại trưởng Vương quốc Anh, ông Truss hôm Chủ nhật cho biết, bà Liz Truss hôm Chủ nhật cho biết là bà ủng hộ những cá nhân người Anh muốn đến chiến đấu ở Ukraine. Bà nói như sau, người dân Ukraine đang đấu tranh cho tự do và dân chủ. Không chỉ cho Ukraine mà cho toàn Âu Châu chúng ta,
Ukraine đang tìm kiếm những tình nguyện viên có kinh nghiệm chiến đấu để gia nhập quân đoàn quốc tế mới được thành lập. Các tình nguyện viên phải có giấy tờ xác nhận nghĩa vụ quân sự hoặc làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và tham gia để có cái kinh nghiệm chiến đấu đó, đại khái vậy đó. Chúng tôi không muốn cử bất cứ người nào không được đào tạo vì đó tạo ra những cái khó khăn cho Ukraine. Đó là lời tuyên bố của bà Ngoại trưởng của nước Anh. Và Hoa Kỳ thì cho biết là cái chuyện mà tình nguyện đi thì được, nhưng mà nếu như có người nào mướn, tức là đến thuê, Mỹ không cho, nhất định là không cho. Đó là bản tin mà chúng tôi rất thấy làm phấn khởi để loan tin cùng quý vị sáng hôm nay. Cô Mỹ Linh. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến các tài liệu của tòa án đã tiết lộ sự bực tức của nhóm ông Mike Pence đối với lại cựu tổng thống Trump. Ở hàng trăm trang tài liệu của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã được đưa ra, như bản tin trong buổi tối ngày hôm qua chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị, là họ nói rằng là cựu tổng thống Trump là một tội phạm đã đưa ra những cái hành động nhằm lừa dối nước Mỹ, lừa dối người dân Mỹ. Và ngày hôm nay trong tài liệu lại nói thêm là cựu tổng thống Trump đã gây rất nhiều áp lực lên phó tổng thống Mike Pence và nhóm của ông để mà cố gắng thành công trong chiến thuật là thuyết phục ông Mike Pence từ chối cái nghĩa vụ của mình, đó là nghi lễ chứng nhận cuộc bầu cử của năm 2020. Và họ cái nhóm điều tra này thì họ nói rằng các bằng chứng đã được đưa ra vào cuối ngày hôm qua như một phần của vụ kiện bắt buộc phải tiết lộ các tài liệu từ các luật sư trong chiến dịch của cựu tổng thống Trump, đó là ông John Eastman, đã coi như là một phần nỗ lực rộng lớn của cựu tổng thống Trump và luật sư của ông để tham gia vào cái sức ảnh hưởng đối với lại nhóm của ông Mike Pence. Nhưng nó cũng thể hiện sự bực tức của nhóm ông Mike Pence khi họ đẩy lùi những cái sự cố gắng của cựu tổng thống Trump và cố gắng vẫn thực hiện tất cả những cái quá trình đó. Và vào công cái tài liệu thì bên phía của nhóm điều tra ngày 6 tháng 1 họ đã viết rằng cựu tổng thống Trump đã bước vào và nói với là ông Mike Pence, tôi ở đây để yêu cầu ông từ chối các đại cử tri, và đó là cách mà ông ấy mở đầu tại cuộc họp vào ngày 5 tháng 1. Đó là theo lời của luật sư Greg Jacobs của ông Mike Pence đã nói với lại ông Eastman trong khi mà tranh luận tại cái giấy tờ để gửi đến cho ủy ban ngày 6 tháng 1. Thì trước đây có một số thông tin về sự thất vọng của ông Jacobs đối với lại cái cách mà ông Eastman đã gọi là tìm hiểu những cái bản báo cáo của mình, bao gồm các bản sao của một biên bản chưa được đưa ra mà ông ấy đã soạn thảo, nói rằng không một thành viên tòa án tối cao nào ủng hộ quan điểm của ông Eastman. Và tuy nhiên bên phía của cựu tổng thống Trump thì ngược lại, ông Eastman kiện ngược lại ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 vì nói rằng họ đã vi phạm tất cả những cái điều luật của tòa án và đặc biệt là cái điều luật liên quan đến luật sư và thân chủ khi mà bắt buộc ông phải gọi là đưa ra cái để tranh, gọi là ông cố gắng tránh đi cái việc họ sẽ đưa ra một cái trắc tòa để đòi ông Eastman phải trực tiếp đưa ra phiên điều trần của ủy ban ngày 6 tháng 1. Và quý vị nhớ rằng tại sao bây giờ ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 nhất định phải đưa ra những thông tin này, nói cựu tổng Trump là một kẻ tội phạm rồi nói là đã gây áp lực rất lớn cho bên phía ông Mike Pence đủ kiểu hết, là tại vì họ đã hứa là chắc chắn sẽ đưa ra cái kết luận của mình vào mùa xuân năm nay. Có nghĩa là bây giờ là đã tới rồi, cho nên là bây giờ họ bị áp lực khủng khiếp lắm và chính cái áp lực đó đã đẩy họ đến cái bước là họ phải đưa ra những cái tuyên bố của mình và tất cả là vừa bắt đầu ngày thứ tư, thứ năm đưa ra những cái tuyên bố hùng hồn như vậy. Nhưng bên phía cựu tổng thống Trump thì đang rất là bình tĩnh để mà giải quyết từng vấn đề một, nhất là bây giờ cái người quan trọng là luật sư trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump, đó là ông John Eastman. Dạ thưa bác. Vâng, bản tin số 2 của chúng tôi ngày hôm nay là quân xâm lược Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga là một đám cháy bùng lên như bữa hôm qua cô Mỹ Linh đã làm ngay trong tối hôm qua thì tin đó. Bây giờ một cái tin vui đó là những viên chức của Ukraine cũng như Liên Hợp Quốc cho biết là cái số mà phóng xạ nó bị nhiễm ra không có, tức là chưa có. Nếu như mà nó tiếp tục nó cháy đó, họ đi cứu kịp cho nên nó không có nguy hiểm. Đó là một cái tin rất là phấn khởi. Giới chức cho biết cơ quan này hiện vẫn an toàn ở mức phóng xạ ở mức bình thường. Các nhà lãnh đạo thế giới đã cáo buộc Nga gây ra nguy hiểm cho sự an toàn của cả một lục địa và Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga là khủng bố hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc Moscow, tức là Mạc Tư Khoa, ngừng các hoạt động quân sự chung quanh địa điểm này
trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng các cuộc tấn công kinh hoàng từ Nga phải chấm dứt ngay lập tức. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết cuộc tấn công liều lĩnh có thể đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cả Âu Châu. Cả ba nhà lãnh đạo nói rằng nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky qua điện thoại, trong đó ông Zelensky nói rằng Nga muốn lặp lại Chernobyl, nơi xảy ra vụ tồi tệ nhất về vấn đề mà phóng xạ nguyên tử từ năm 1986. Ông tuyên bố như sau: nếu có một vụ nổ xảy ra, đó là sự kết thúc của mọi thứ, dấu chấm hết của châu Âu. Những lời cảnh báo này cho chúng ta thấy là chiến tranh hạt nhân, chiến tranh nguyên tử có thể, vì ông Putin bây giờ mất kiểm soát, họ sợ lắm. Người dân Âu Châu rất là sợ. Ngay chính hôm qua khi mà chúng tôi ngồi ở nhà qua đài CNN, trong lúc cô Mỹ Linh đương làm, tôi sợ là mình miss cái tin này, tại vì tất cả các đài, các báo, người ta đều làm hết cái tin này. Tại vì cái này là chiến tranh, quý vị biết là chỉ cần có một cái bấm lộn, một cái nút thôi là chết hết nhân loại. Cho nên là mình không làm thì không được. Rồi trở lại cho cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, và ngày hôm qua khi mà thấy cái bản tin là Nga bắt đầu tấn công vào trong cái khu nhà máy hạt nhân, chúng tôi đưa tin cho quý vị bản tin đó và cũng rất là hồi hộp là nếu như mà Nga đó mà lỡ tấn công quá mạnh mẽ mà làm rò rỉ hạt nhân một cái là trời ơi, mọi thứ nó sẽ còn tồi tệ hơn cho người dân Ukraine nữa. Dạ, nhưng mà rất là có thể nói là một tin vui là tất cả mọi thứ vẫn đang ở trong gọi là không có bị rò rỉ hạt nhân. Dạ, dưới sự kiểm soát. Tuy nhiên là Nga đã hoàn toàn có thể control được cái khu vực của nhà máy hạt nhân này, kính thưa quý vị. Và tiếp đến nữa, bản tin liên quan đến việc Tòa Bạch Ốc đã từ chối thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga. Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua đã bác bỏ việc là sẽ đưa ra những lời bình luận nói chuyện về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga và đưa ra những cái cảnh báo rằng nếu như mà chúng ta đã gọi là không có nhập khẩu dầu của Nga hoặc là cấm tất cả các nước đồng minh nhập khẩu dầu của Nga, điều này có thể ảnh hưởng tới giá xăng dầu sẽ tăng lên cao nữa, dù rằng bà Nancy Pelosi ủng hộ cho ý tưởng này. Kính thưa quý vị, bà thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki đã nói mục tiêu của chúng tôi và mục tiêu của Tổng thống là có thể nói là tăng lên mạnh mẽ nhất những tác động đối với Tổng thống Putin và Nga, trong khi giảm thiểu tất cả những thiệt hại có thể xảy ra đối với chúng ta và những đồng minh. Và đặc biệt, chúng ta sẽ không có lợi ích chiến lược nào trong việc giảm nguồn năng lượng toàn cầu. Và điều đó sẽ làm tăng giá khí đốt cho người dân Mỹ và cũng như mọi người trên khắp thế giới, vì nó sẽ làm giảm nguồn cung cấp năng lượng. Và chúng ta có thể hiểu đơn giản là khi mà cái nguồn cung mà không đầy đủ thì có nghĩa là cái giá sẽ phải tăng lên, là tại vì nhu cầu của mọi người quá cao. Cho nên chắc chắn là điều này nó sẽ không là khả dĩ. Và nó cũng dù rằng cái việc mà cấm nhập khẩu dầu của Nga cũng có khả năng làm cho ông Putin bị thất thoát trong hầu bao của mình, nhưng đó chính xác là điều mà chúng ta sẽ không cố gắng làm. Đó là theo lời bà Jasaki nói như vậy. Và ở đây chúng ta thấy là nước Nga nói rằng là chỉ nước Nga vấn đề dầu hỏa chỉ có chiếm 10% lượng nhập khẩu dầu của Mỹ. Và bà cũng cho biết chính quyền Biden đang thực hiện tất cả các bước để cố gắng làm suy giảm vị thế của nhà máy cung cấp năng lượng của Nga theo thời gian. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi mà cái ý tưởng là cấm nhập khẩu dầu của Nga được đưa ra thì ngay lập tức một điều lo lắng là giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng, trong khi đã tăng rất cao, chưa bao giờ trong lịch sử giá xăng dầu lại cao đến như vậy cả. Cho nên là mọi người rất là lo lắng, kính thưa quý vị. Dạ thưa bác. Vâng, cái này là cái Tòa Bạch Ốc là phải binh ông này thôi. Nhưng mà chút xíu nữa trong cái một cái phần tin khác chúng tôi sẽ nói về cái này tiếp. Bây giờ bên ban kỹ thuật đã đưa cái bản cái hình đó, quý vị nhìn thấy lính Sài Gòn của chúng ta đồng hành cùng Ukraine lên án Nga xâm lược, thưa quý vị, trước tượng đài Đức Thánh Trần. Hai bên tượng đài Đức Thánh Trần có những cái biểu ngữ như trên. Hai bên tượng Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bosa góc Magnolia đã trưng hai biểu ngữ bằng tiếng Anh với nội dung người Mỹ gốc Việt ủng hộ Ukraine và Putin Nga rút khỏi ngay lập tức Ukraine ngày mai thứ bảy sau lễ chờ cờ vào đầu tháng 3. Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai cùng nhiều đoàn thể tổ chức tuần hành trên đại lộ Bosa để ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga và quỷ Satan Putin. Kính mời quý đồng hương tham dự đông đảo từ 10 giờ sáng đến 10 giờ sáng thứ bảy ngày mai, địa điểm tập trung là ngay trước tượng đài. Trong khi đó, tối hôm qua như đài chúng tôi đã loan tin
là cộng đồng Công giáo cũng tập trung tại linh đài Đức Mẹ La Vang và làm lễ cầu nguyện cũng như thắp nến cầu nguyện. Thắp nến rất là đẹp, hình ảnh thắp nến rất là đẹp. Thắp ở chung quanh cái bản đồ của Ukraine rất là đẹp, có cái hình khác rất là hay. Và sau cái thánh lễ thì Linh Mục Hùng là giám đốc trung tâm Công giáo trình bày lý do tại sao là chúng ta phải đồng hành, chúng ta phải cầu nguyện cho bình an cũng như hòa bình sẽ đến ở bên Ukraine, và yêu cầu tất cả mọi người chúng ta hãy dành thời gian để cầu xin ơn trên ban phúc lành cũng như cho giải quyết cái vấn đề Ukraine để bớt cái cảnh tang thương. Đây là một trong hai hình ảnh tiêu biểu của Little Sòn của chúng ta không có vô tâm trước cái chuyện mà nước Nga xâm lược một nước có chủ quyền như là Ukraine. Dạ vâng, đây là hành động rất là đẹp, tại vì thực sự là không có một nước nào có thể kinh nghiệm chiến tranh nhiều như Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta đã có kinh nghiệm cộng sản, chúng ta có kinh nghiệm chiến tranh, chúng ta biết đó là một cái nỗi đau thương như thế nào. Cho nên là người Việt của chúng ta cùng cầu nguyện cho người dân Ukraine và chúng ta đồng cảm với họ. Chúng ta hiểu người dân Ukraine đang phải trải qua những điều gì trong 80 ngày qua, thưa quý vị. Và cảm ơn quý khán giả và đến đây xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều.